Thưa bà con nông dân và các bạn, thực hiện theo quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu nói chung, Hội Nông dân các địa phương nói riêng đã tổ chức đưa ra nhiều công trình phần việc cũng như dự án cho hội viên nông dân thực hiện đạt hiệu quả. Nhiều gia đình đã có cuộc sống ổn định, khấm khá từ những chương trình này. Có thể nói, Quỹ Hỗ trợ Nông dân là một trong những chương trình mang lại hiệu quả thiết thực và nhiều ý nghĩa đối với nhà nông. Hộ ông Đinh Văn Sáu, ngụ khóm 6, phường 2, thành phố Bạc Liêu, có 7.000 mét vuông đất trồng rẫy. Từ ao đìa đến đất vườn, chỗ nào ông cũng đầu tư. Dưới ao, ông Sáu trồng bông súng nuôi cá. Trên vườn tùy thời điểm mà ông trồng những loại rau màu khác nhau. Mỗi thứ một ít nhưng lại cho thu nhập thường xuyên. Nguồn thu tuy không nhiều để có thể làm giàu nhưng lại đảm bảo đời sống được ổn định. Là một người nông dân cần cù chăm chỉ nên ông Sáu không cho đất mình ở không. Thu hoạch hết giống này là ông gieo giống khác. Số tiền 20 triệu đồng dây từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân của Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu đã phần nào giúp ông Sáu nhẹ lo, vững tâm phấn khởi đầu tư cho mùa vụ mới. Ở đây thì trồng thì hẹ với dưa hấu, dưa leo, đậu đũa, rau muống thì cũng có với ớt. Thì cũng bao nhiêu đó làm vòng dần ta làm tới hoài. Săn sóc cũng cực lắm, màng tối ngày, bởi vì mướn dân không có người á. Còn cỏ nhiều quá mình nên làm tối ngày. Làm không kịp cỏ nên biết mệt hết trơn rồi. Chồng cũng ít đỉnh bán cũng được. 1-200, 200-300. Rồi chừng nào nếu mà mình trồng số lậu nhiều á, thì nó có nhiều á, thì cũng 300-400, 400-500. Bên Hội Nông dân á, thì cũng có dây vốn, dây cho dây được 20 triệu. Rồi đừng bổ sung vô cái gãy. Đừng mình lo cho cái gãy. Gần Tết tới thì cũng trồng bổ sung thêm trồng dưa hấu. Dưa hấu trồng nó ham lắm. Trồng dọn ở đây hả, dọn rồi hả, quàng hả, người ta bu lên ta mua hả, ham dữ lắm. Vẽ cả chừng 2-3 tấn vậy đó thì bán không có mấy ngày hết rồi. Chừng 2-3 ngày hết rồi đó. Ở đây mua ăn dữ lắm. Nó thấy cái đầu gãy mình trồng tại gãy, mình bẻ rồi đem ra rồi là nó buôn nó mua chứ. Bởi vì thấy mùa hạn này ham trồng dưa hấu. Ông Quỳnh Văn Sinh, ngụ khóm 6, phường 2, thành phố Bạc Liêu, đam mê trồng hoa lan từ rất lâu. Nhưng vì ban đầu không có đồng vốn nên ông chỉ dám mua và gây trồng giống hoa lan rẻ tiền. Vậy mà ông Sinh cũng gặp không ít khó khăn. Để có tiền gây giống, ông Sinh phải tích cóp thật nhiều từ việc đi bán đá bào. Như ông tâm sự là phải giấu bà nhà vì bán không được bao nhiêu mà còn mua lan. Vậy mà giờ đây vườn lan nhà ông đã được kha khá. Từ lúc chỉ có vài giò rồi vài chục giờ đã được vài trăm giò lan. Tuy nhiên chơi lan không đơn thuần chỉ là thấy đẹp mua về chưng mà chơi lan còn phải có đẳng cấp. Hoa lan có rất nhiều chủng loại, giá cả cũng khác nhau. Người biết chơi sẽ biết được giống nào rẻ tiền, giống nào thuộc loại mắc và quý hiếm. Vì vậy, khi vào nghề rồi, ông Sinh càng say mê hơn. Đa số điện giờ tôi đang gầy dựng là cái số đắt tiền nó nhiều hơn cái hay rẻ tiền giờ tôi dạt bỏ lần hết bớt. Bỏ nhiều, bỏ bớt, giờ đất đai mình cũng hẹp quá. Mình trồng ba cái ngô này bán bụi có mấy chục ngàn mà nó càng ngày càng chặt. Cho nên giờ tôi đang như ba cái đại châu này nè, bụi giờ mình nếu mình nuôi được đây tới Tết mà nó có ra hoa rồi cho nó ngon lành á thì cũng kiếm bụi cũng kiếm 300-400, 500-600, cũng bán lai gai. Có bông cũng bán lai gai nhưng giờ mấy ba năm rồi thì gần nó cũng có mấy chục ngàn mọi người. Người ta trong ruộng đồ như tôi đi bán đá rồi người ta mua cái rồi mình đi giao cho người ta. Đó, mình chụp hình đem đi người ta thích cây nào đó cây, cho người ta coi mặt bông đem cây đó lại cho tôi mấy cây mà cả ba bốn cây tôi mới đi giao. Tôi cũng rất là vui mừng khi mà Hội Nông dân này nè cho tôi vay được một số vốn để tôi mở rộng cái vườn lan tôi ra thêm, vậy là tôi cũng rất là vui mừng. Cho nên năm nay cái vườn lan tôi lớn rất là nhiều. Nếu mà bên Hội Nông dân mà tài trợ cho đi mà tham quan
quan học hỏi những cái chỗ nơi khác, chỗ quy mô nó lớn rồi đó, để mình học hỏi thì nó được cái đó thì rất là vui mừng. Rằng mình về, rằng mình có những cái kinh nghiệm để mà mình trồng trọt nó hay hơn. Nhưng giờ thì mình chỉ lên mạng mình coi. Không phải ai cũng được dây vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân. Để đạt đủ tiêu chí, trước hết phải là hội viên chí thú làm ăn, có mô hình rõ ràng khả thi mới được tiếp cận nguồn vốn. Với mô hình trồng lan của ông Sinh, nhìn trên mặt bằng chung từ lúc khởi điểm chỉ có vài chò, đến nay ông Sinh đã có thể kinh doanh bán lan rút dần vốn được. Đây được xem là mô hình đạt hiệu quả. Trên địa bàn phường 2 là hiện tại là đang có hai dự án. Một là cái dự án chăn nuôi heo sinh sản là của nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh là 300 triệu. Cái nguồn vốn thứ hai là của Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố hỗ trợ là 85 triệu. Đối với cái nguồn vốn mà 85 triệu thì hỗ trợ cho những người trồng rau màu, trồng trọt. Thì cái dự án này là hiện tại là có 5 hộ. Thì cái diện tích nó tùy vào cái mô hình và cái diện tích cái quy mô sản xuất thì mình cho với cái số tiền nó khác nhau. Những cái hộ mà có quy mô lớn thì mình sẽ đầu tư lớn. Thì đối với cái dự án này thì hộ cao nhất là mình đầu tư là 20 triệu, thấp nhất là 10 triệu. Thì để cho những hộ này mở rộng sản xuất, thì cái dự án trồng màu này của mình thì trong thời gian là 18 tháng mình sẽ thu hồi, thì mới giải ngân trong năm nay. Thì đến tháng 10 năm sau mình sẽ thu hồi. Thì qua cái mình sau khi mình giải ngân á, thì qua một tháng thì có phối hợp với Hội Nông dân thành phố đi kiểm tra lại cái việc mà sử dụng cái vốn vay có đúng mục đích hay không. Thì qua đó cũng đánh giá được là những cái hộ mà vay vốn là cũng mở rộng được quy mô sản xuất, sử dụng cái nguồn vốn này vào mua con giống, rồi phân bón, thuốc trừ sâu và các loại khác để phục vụ cho phát triển sản xuất. Thì qua 3 tháng, tại vì mình cái nguồn vốn này mình thu phí là 3 tháng một lần, thì cũng phối hợp đó mình vừa thu phí, mình vừa kiểm tra cái quá trình sản xuất, cái đánh giá cái hiệu quả của cái mô hình như thế nào. Thì qua đó thì mình cũng đánh giá được là những cái hộ dân qua cái được nhận cái hỗ trợ vốn thì phát triển ra sản xuất rất nhiều, cả về cái quy mô, cả về cái chất lượng sản xuất. Thì đánh giá được là sau này khi mà đến cái thời hạn thu hồi thì đảm bảo là các hộ này sẽ hoàn vốn được. Được Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân thành phố quan tâm để hỗ trợ cái hai cái nguồn vốn, thì Hội Nông dân phường cũng đã hỗ trợ được cho những cái hộ nông dân của mình để phát triển sản xuất. Thì cũng mong là trong thời gian sắp tới thì Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân thành phố có thể tranh thủ được tất cả các cái nguồn vốn từ trung ương, từ tỉnh và thành phố để có thể hỗ trợ thêm cho một số hộ hội viên nông dân của phường 2 mà chưa tiếp cận được cái nguồn vốn này, các cái mô hình khác như là mô hình nuôi tôm, quảng canh, các cái mô hình mà trồng trọt chăn nuôi khác thì có một số hộ cũng chưa tiếp cận được. Cùng thực hiện chương trình hỗ trợ vốn vay cho hội viên nông dân, nhưng mỗi địa phương lại có cách làm khác nhau. Với dự án trồng màu, đặc biệt là mô hình trồng thì là lấy hạt, Hội Nông dân xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu đã kết nối doanh nghiệp hỗ trợ hạt giống, bao tiêu sản phẩm cho hội viên nông dân. Song song đó, hội cho hội viên vay vốn để mở rộng quy mô, đầu tư thiết bị hoặc vật tư nông nghiệp trong canh tác. Có thể nói với nhà nông, đặc biệt là những hộ thiếu vốn, đây được xem là cơ hội vàng. Ông bà ta có câu, tất đất, tất vàng. Để không lãng phí, người làm nông thường tận dụng hết mặt bằng diện tích đất của mình. Trên mảnh vườn của ông Võ Hoàng Sáng, ấp Dòng Giữa, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu cũng vậy. Ông trồng đang xen nhiều loại cây khác nhau. Xoài là cây lâu năm, loại ngắn ngày thì có ngọt rí, đặc biệt là thì là, một loại cây có giá trị kinh tế cao lại dễ trồng. Mô hình trồng thì là lấy hạt được ông Võ Hoàng Sáng áp dụng trên đất vườn nhà mình 2 năm nay. Giống do cơ sở sản xuất kinh doanh hạt giống Trương Đức Tòng, ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông cung cấp và bao tiêu sản phẩm. Với ông Sáng, đây là mô hình rất khả quan, vì vậy sau một năm canh tác, thấy được lợi nhuận thực tế, ông đã tăng diện tích đất. Thì là này trồng nó dễ trồng hơn các loại rau khác, nó so với các rau cải thì nó rất dễ. Dễ trồng mà nó ít sâu bệnh thì nó phát triển nhanh. Khi trồng cho tới thu hoạch tới đây khoảng 3 tháng rưỡi bắt đầu thu hoạch hột. Giá cả cái hột này nói chung là bởi vì mình trồng mình hợp đồng với bên mà xí nghiệp đó, thì mình trồng thì người ta bao tiêu. Giá thì mỗi năm như mấy năm trước hợp đồng giá thì 70.
nhưng mà thị trường lên thì giá vẫn lên chứ không sụt. Như năm rồi tôi trồng đó thì cũng là 70 nhưng mà tới thu hoạch là 80 thì cũng vẫn mua 80 như mình. Thành ra đâu trồng cái này nó rất có lợi và nó khỏe, cái chi phí nó rất nhẹ nhàng, nhẹ lắm. Nếu mà trồng một công như vậy là tính tiền làm đất làm đai tới là thu hoạch thì khoảng 4 triệu 5 triệu trở lại thôi. Năm rồi tôi trồng là một công một gốc ba, tính ra thì cho 90 vòng đó, 90 vòng thì tôi thu là khoảng 350 ký. Thì nếu mà tôi tính ra thành tiền thì hay mấy triệu. Năm nay là tôi trồng, tôi rộng thêm hơi nhiều thêm. Bây năm trước tôi trồng, hơn năm rồi tôi trồng là có công gốc ba thôi thì có 90 vòng. Năm nay tôi trồng thêm là 120 vòng nữa. Thành ra cái năm nay cái diện tích tôi mở rộng thêm diện tích ở phía sau này. Được cái sự là đồng vốn của hội nông dân á, rồi mình cải tạo đất, rồi mình phân bón này kia nữa, mình đỡ phần nào chứ nhẹ nhàng cho mình lo chút. Nhưng mà tôi thấy được cái quay đồng vốn mà cho nông dân vay thế này đó là rất hay. Để những người ta thiếu vốn á, thiếu vốn là tiếp tục ta sản xuất. Có những người ta muốn làm mà ta không có đồng vốn, ta làm không nổi. Cây thì là dễ trồng, công chăm sóc ít, lại có giá trị kinh tế cao. Nhưng mô hình này vẫn chưa được phổ biến rộng rãi vì người trồng phải lệ thuộc vào đầu ra. Do trước đây có một số hộ trồng không giữ chữ tín, phá hợp đồng vào cuối vụ khi thấy giá hạt thì là lên cao, cho nên công ty bao tiêu đã không đầu tư hạt giống rộng rãi nữa. Thấy được điều này, Hội Nông dân xã Hiệp Thành đã đứng ra liên kết, một mặt đảm bảo chữ tín cho hội viên nông dân, một mặt tạo điều kiện và hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế. Từ khi xã được công nhận là xã nông thôn mới, thì xã được tỉnh, thành phố và các ngành các cấp đầu tư xây dựng rất là nhiều công trình nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong cái việc giao thông, giao lưu hàng hóa, rồi phát triển sản xuất, từng bước ổn định cái đời sống của người nông dân. Tuy nhiên, thì đối với người nông dân thì trong thời gian qua thì trong sản xuất thì còn làm theo truyền thống, chưa áp dụng là cái khoa học kỹ thuật nhiều vào trong sản xuất. Do đó từng lúc từng nơi thì trong cái sản xuất mặt hàng thì cái giá cả nó còn bất cập, chưa có mà được cái giá cao. Thì tới đây thì trong thời gian tới thì xã sẽ tiếp tục tranh thủ ở các ngành các cấp của tỉnh cũng như thành phố sẽ đầu tư cho hội người nông dân trong cái việc phát triển sản xuất rau màu cũng như là nuôi trồng thủy sản. Ví dụ như là sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các cái nhà lưới để bà con sản xuất rau an toàn, rồi mở các lớp tập huấn cho bà con nông dân trong cái vấn đề áp dụng khoa học kỹ thuật, rồi phối hợp với hội nông dân thành phố về cái vốn quỹ hỗ trợ của hội nông dân thành phố sẽ đầu tư cho bà con trong cái dạng sản xuất rau màu. Đặc biệt là vận động bà con là trồng rau màu trong nhà lưới để được cái cây rau an toàn, để có giá thành cao hơn, để phát triển kinh tế của các hộ dân. Tới đây thì xã Thành cũng sẽ tìm các đầu mối cũng như liên kết với các nhà sản xuất để thứ nhất là bao tiêu sản phẩm, cái thứ hai là đầu tư cây con giống cho các hộ dân trong cái sản xuất để tạo điều kiện cho bà con dễ dàng hơn trong cái việc thu mua và sản xuất rau màu của bà con. Theo tinh thần của quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, không riêng xã Hiệp Thành mà hầu hết các địa phương đều đang tập trung đầu tư và hỗ trợ cho hộ viên nông dân, tạo điều kiện cho nhà nông có cơ hội phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Chuyên mục Nông dân Bạc Liêu trên đường hội nhập kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.